Dịp Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm 2024, tỉnh Phú Thọ ra mắt tour du lịch về miền di sản UNESCO ghi danh, lấy Đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam thắng cảnh khác trong tỉnh. Đối với tour du lịch một ngày sẽ có hai lựa chọn: Đền Hùng, Miếu Lãi Lèn, Làng Cổ Hùng Lô hoặc Đền Hùng, Miếu Lãi Lèn. Tour 2 ngày 1 đêm có lộ trình: Đền Hùng, Đình Cổ Hùng Lô, Đền Tam Giang, Đồi Chè Long Cốc, khu du lịch Windham Thanh Thủy. Tour 3 ngày 2 đêm có lộ trình các điểm đến: Đền Hùng, Đồi Chè Long Cốc và Vườn Quốc gia Xuân Sơn. Cũng trong dịp này, ngành du lịch Phú Thọ triển khai chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng với thành phố Hồ Chí Minh, tạo thêm nhiều tuyến liên kết du lịch hấp dẫn nhằm thu hút du khách.